Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về miền tuyết trắng nhé. Và mình là Thanh MC. Hiện tại thì mình đang có mặt tại công viên Ba Biết Đư, công viên Tăng Ca. Hôm nay thì anh em công ty của mình lại tổ chức ăn liên hoan ngày chiến thắng phát xít Đức ngày mùng 9 tháng 5. Và hiện tại thì mình và bà xã cùng một chị bạn người Hàn Quốc đương đi vào công viên để ăn thịt nướng cùng mấy cả anh em. Thời tiết ngày hôm nay thì rất là đẹp. Hôm nay là thời tiết đương dương 20 độ. Đây quý vị và các bạn thấy đây. Cây cối bắt đầu đâm chồi lẩy lọc rồi, qua mùa đông thì bây giờ bắt đầu sang mùa hè rồi thì cây cối đã bắt đầu đâm chồi lẩy lọc rồi. Rất là sạch sẽ và thoáng đãng. Công viên thì toàn cây xanh, rất là thời tiết rất là mát mẻ. Làm ngon. Món này là đúng dân nhậu ở Việt Nam đấy, có đúng không Đồng? Món nằm này. Chào đậu bắp. Nào các bà vào chén đi. Chào bà con, hôm nay ăn ngày về chiến thắng phát xít Đức đây, mùng 9 tháng 5 đây. Mặc dù nước Nga bị cấm vận nhưng mà ăn uống vẫn giá vẫn rẻ nhỉ. Đô lại nó lại còn xuống ấy. Mày nó không cần thì kêu ai em chồng này không được. Cái vợ cái xe phải mua cho vợ cái xe. Mày điện. Nó không cần thiết. Mày đi không mua cái máy bay mà đi riêng. Không, mua cái xe điện là được rồi. Khoảng độ 40.000 50.000 là được. Đây 4.000 cái gì 4.000 thì mua. Thôi thôi ngon nhỉ. Thôi. Linh Linh còn đương bảo ngày hôm qua hôm kia đi gửi tiền về mất bữa thịt nướng rồi này. Giá coi là xuống rồi. Bảo rồi. Đi về vào ngày nghỉ. Đâu, nó bây giờ vui cho nó hay chứ. Em thấy nó nhảy, em nói cho nó sốt lên tí vậy. Miền Trung nó sẽ xuống lên 28 đâu. 200.000 đô mà không mất vào. Mỗi tờ ngày hôm qua là 72 mấy. Ủa nó 200.000 đô, có người tin biết biết mình cho mấy 2.000 đô, 200.000 đô. Anh không cho luôn 2 triệu đi. Anh cho 200.000 đô gì đi. Làm lợn, vú lợn nữa còn gì nữa. Em mời các anh chị nhá. Chén đi, ra sau chén đi. Không có rượu cái nghe ớn ngành. Hơi buồn không chú? Hả? Không có rượu ngày. Hơi buồn không? Ừ. Chưa rượu chưa ra cái này. Vào trứng cho ác rồi. Ba anh em mình. Cái xiên con này là gì đây? Thịt con à? Đâu đâu cứ để đây. Buổi đấy mà. Đâu anh không ăn? Biết đâu ăn à? Chắc là thằng Tâm với thằng này lại đón thằng Minh với thằng Vâu nữa thì lòng vòng được như nào. Vâu về sớm vào, Vâu gọi thằng Vâu lấy rượu mà. Còn la chưa ra nữa. Còn 4 thằng nữa. Còn mấy chiến sĩ nữa đã chưa thấy mang bia rượu rồi. Em bà em, chị Mai cuối cùng rồi, vẫn còn người chưa ra. Thằng Tâm này, thằng Minh, Tuấn Anh, thằng Tâm. Đã thấy đâu?
Не могу туда, а сюда можно. Сюда можно, да. Туда не могу. Сюда не пускай, да? Сюда можно. Сюда не могу. Не, потом сюда обратно не могу. Con gái ở dưới sửa ở trong ở Bắc Kinh mà còn 3 tháng về nó cũng không trở về, nó đóng hết mà con gái nhà Ila này là ở dưới sửa, còn chồng của con gái con rể đây là ở trên Bắc Kinh nhưng mà 3 tháng này rồi chưa về được. Nào, các bạn. Bà Kha Lê là bà con đâu? Kim Jong Un đâu? Kim Chính Un đâu? Trần Tiến, nhạc sĩ Trần Tiến đâu? Trần Tiến ra sớm đây. Kim Jong Un. Kim Jong Un đi lặng, Trần Tiến đi lặng hết. Rượu bất ni thân chứ nhỉ? Thả được mấy thằng giống chưa? Ông già là khách mời mà sao lại cứ gái muốn thịt thêm nhỉ? Rất là mềm này, rất là ngon nhá. Tuyệt vời luôn, mềm lắm. Mời quý vị và các bạn ăn cùng với anh em chúng tôi nhân ngày chiến thắng Phát Xít Đức. Chiến thắng Phát Xít Đức mà ăn 2 ngày luôn. Năm nay coi nhà. Năm nay ăn to quá. Năm nay ăn to bởi vì là nước Nga bị các nước kia cấm vận nhưng mà thịt rẻ quá, cấm vận thịt rẻ quá, đồ rẻ quá phải ăn uống liên tục. Chả biết ở các nước các bạn thế nào nhưng còn ở Nga thì cuộc sống vẫn ok lắm. Tiền kiếm bình thường, ăn uống ok, không phải suy nghĩ. Thời tiết này mát mẻ. Công ty nhà mình là năm nào cũng mùa hè là cũng phải đi liên tục. Đây rồi. Bác Hà. Bác Hà. Bác Hà. Bác Hà. Bác chỗ này nghe nó gió quá, than nó cháy ác đúng không? Đây, toàn chân dài các em gái Tây rồi. Đi này. Thằng Tuệ à, phải ngày xưa ấy, ở trong vòm ấy, nó ăn mặc phong phanh coi nè, mùa rét mà cũng cứ cái áo mỏng, áo phông không phiếc. Còn thằng Tú này nữa này, mày coi người ta mặc áo rét mà mày cứ áo phông này.
kiếm những cái trương có trương không? Không chứ cứ hỏi nháo. Ba lát này hôm nay là thuê là giá ở trong này là năm nay là mấy nghìn? 6.000 à? Thì cũng bình thường nhỉ, cũng phải 100 đô. Cái ba lát này là thuê 100 đô. Vâng, tôi dự định là xuống 50. Các chuyên gia dự định là xuống 50. Nhớ những gì đang nói chưa? Anh Đâm đâu? Vào đây anh Đâm này. Không nhớ thì mình chết. Công ty kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức coi là chúc tất cả anh em sức khỏe nhá. Hồi nha. Đấy, không cần nói thì đàn ông mà đàn bà thôi đấy. Cô Ina người Hàn Quốc mà còn tí xăng màu là cô cũng cảm ơn Putin rồi là Uban rồi là coi là có mỗi ông chị tài đó là đàn bà chứ ai chị tài đó. Tắt đi được chưa mày? Bánh này, bánh, bánh. Nào, yêu cầu các cầu thủ vào sau quay là lưng đi chậm cốc với cả bạn ngoại quốc đi. Cầu thủ Tuấn Anh rồi là cầu thủ Hà Tâm, Hà Đồng. Các cầu thủ lưng ly chạm cốc với cả bạn người Hàn Quốc đây. Mình là người Việt Nam, mình hiếu khách mà. Tình đáo kìa, tình đáo Quang Lâm kìa. Không, nó uống nha, cái tưởng mày. Trần nhạc sĩ Trần Tiến đại diện cho phía Việt Nam coi là đường ở ngoài này còn đường đợi rượu chúng mày mang ra coi là rượu bia coi chưa có. Nhưng mà cơ bản là chúng mày cũng lương khưng à, xe cộ cũng lương khưng. Còn lại mày, tao ra đây nướng hai giả thịt rồi, tao 4:30 tao mới dọn hàng. Chờ thằng tao lại, thằng tao lại mất một lúc rồi. Tao bỏ nó lương khưng. Xe tắc đường, nó có thông đường đâu mà tắc 10 phút rồi thôi. Đây các thấy các bạn thấy. Thứ ba là 15 mà. Ôi, tôi đi ăn, cứ ăn đi. Không liên quan. Đi có việc tuần sau, đi có việc, bảo canh đi trước, đi thì em ra sau. Đúng. Nó vào, nó còn đi mua nước. Hả? Đây, chim đây, các loại. Ông Minh là tí anh là hơi.
Bánh mì nóng đây. Thánh rắc muối đây, Quang Lâm thánh rắc muối đây. Ông Khanh rốt quay Tặng được rồi. Bỏ thịt ra nào. Thịt anh Mi Mi. Cắn miếng to nhưng mà mày mút mát. Lấy đâu ra mà ăn chỉ lấy rồi ăn chi tốt. Bây giờ mới biết là tiên mà đi thơm thật. Ngọt. Này bữa sau có cứ mua về xong không bán được thịt. Ăn hết rồi, vô ăn hết rồi. Anh đi mua 2 cân nhưng bảo là mua về đặt xuống em bảo là mua mua hộ anh ra hay là mua luôn phải bì đi. Răng thật mà cứ nhìn ở răng giả. Là ai bảo gì ông em hâm bà. Nào tôi không bảo gì ông nhá, tôi bảo thằng Lạp là mai vào lên thử món này. Mình có được cái gì? Mày phải mua đèn đấy nha, tao 2 cân lầm lợn. Nào bây giờ này. Cho ý kiến này. Ura. Ura. Tuấn, ở lớp mẹ. Quay bàn hay quay người đây. Từ từ ăn. Đấy thích quay ở đâu? chỉ cá kho. Bây giờ nội dung này
này, là tình hữu nghị này, Việt Nam Trung Quốc anh em bền vững này, núi liền núi, sông liền sông này, hai bên cùng có lợi này. Khi tham chỉ đùa chỉ cá khô. Nào, một, hai, ba, giờ, hai, ba, giờ, hai, ba, ua. Đấy, uống rượu với ông Thanh nó phải vui đấy chứ. Núi liền núi này, sông liền sông này, nhà liền nhà này, tình anh em bền vững này, hai bên cùng có lợi này, hợp tác này. Đấy, dịch đi. Ai mà dịch được? Chi tham chỉ cửa chỉ cá kho. Núi liền núi, sông liền đập sông. Đúng rồi. Ông Thanh thì bảo đó là xem lại cái đấy là ăn được. Sao đấy nói là thì cô đấy đại đường đường chính đính là ngài đại sứ quá đại sứ đấy ngài ngoại giao đấy. Đây là những các cái khu nghỉ dưỡng rất là đẹp. Này cũng vắng, ngày lễ nhưng mà cũng rất là vắng. Quay cho các bạn xem được cảnh cuộc sống của Việt Kiều, bà con Việt Nam sinh sống tại Nga như thế nào và cuộc sống của người Nga như thế nào. Thế các bà thấy cuộc sống ở bên Nga mà sau khi bị các nước châu Âu cấm vận thì cuộc sống có cái phần gì nó khó khăn hay không? Có khó khăn, làm ăn không ra. Làm ăn không ra. Cái thứ nhất là hôm đi đô lên mà mình lại hàng mình bán tăng. Bây giờ mình thu đô lại rẻ. Đó là quá lợi hơn nhiều. Tiền giúp. Tính ra là tiền giúp là vẫn là lợi có đúng không? Tiền giúp là lợi hơn. Bởi vì là đô bây giờ nó hạ xuống rồi. Nên cuộc sống người Việt ở bên Nga này là vẫn cứ ok, không có vấn đề gì hết. Đây vẫn cứ ăn chơi, vẫn cứ nhảy múa thôi. Đặc biệt anh là từ ngày đô nhảy ra anh không phải là đẩy cái tay nó lắm lắm tay. Đây là tôi đấy.
khăn đi chưa? Đã khăn đi chưa? Ở trong đi chị ạ. Bác kêu vào rồi. Работает? Нет. Почему? Не работает нигде? Нет, может лампочка не работает. Ну, сколько есть, поставим. Давай, пиво наливай. Почему не работает? Аля, иди сюда. А, там, пиво. Давай. Да, сажи. Да, наливайте. Давай. Только пиво, водка нету. Водка нету. Юля, мы водку уже все пила. Я поставила. На стол поставь, на стол. На, на воде чума, да? Пьяный, может, не бывает сюда, да? Отрочина. Я уже там ухала, что не могла. Давай музыку, русскую надо. Давно. Русский. Юля, Аля, давай сюда. Это вообще армянский. Нет, другой русский, самый красивый, давай. Аля, давай баранина кушай. 80-е, давай. Да, 80-е. Да молодежные, если они молодые. А что это? Все молодые, все. Аля, хватит. Все молодые. Все молодые. Да. Аля, пиво. Куньян. Все куньян. Куньян, красавчик. Да. Давай баранина. Anh Tân ngồi tiếp chuyện gì vậy? Đấy ăn đấy hết rồi. Привет, Майк! Победу! Ура! Ура!
Vietnam, Russia, и английский, Россия, и Россия, китайский. Он пять языков. Мне сегодня, да? Папа, много папа ранся самолет. Да. Да. Не было его. Не салют. Вы уверены?
Это очень хороший друзья. Chú ơi, nếu muốn để thêm được 11 phút rồi. Tạm dừng đi. Không, nếu dừng nhá, được 11 phút rồi. Tạm dừng rồi thôi. Tắt rồi.